kênh giao thông nước Việt, kênh chuyên reaction về những tình huống giao thông được camera giao thông ghi lại. Hy vọng mọi người sau khi xem xong video sẽ có được những phút giây giải trí thư giãn, từ đó tham gia giao thông an toàn hơn. Má vừa bo cua địt mẹ vượt mình xong cái là đủ má mày lật luôn địt mẹ mày dã man. Đó. Người không sao. Mẹ. Bo cua bo nó bo gấp quá mà. Ông Giang dâu vơ đi kiểu gì thế này? Một bao tải tiền đang khởi động bên phía ngoài sân, một bao tải tiền biết đi. Một bao tải, một container tiền thì đúng hơn. Tôi nói với anh em nha, 100 triệu mà đổi ra tiền Việt, đổi ra tờ 5 lốp ấy, chắc là phải một container mới chở hết được anh em ạ. Mẹ 100 triệu nhiều lắm. 100 triệu là bao nhiêu nhỉ? 100 triệu mà rơi vào khoảng 100 triệu euro rồi. 100 triệu bảng, 100 triệu bảng nó rơi vào khoảng 3.000 tỷ. 3.000 tỷ. À, dứt vô đi ngang đây nè, đi bên đây nè. Rau bánh sao đậu nó rớt ra cái loại qua đây, dứt anh này một cái. Dứt cái xong cái đậu quá đẩy vô đây một cái nữa. Đẩy xong vậy mà đậu má nghiếp bình đơ hơn. Không liếm miếp bình đơ mà mình phía sau đây đậu nó dứt mình trời. Đẩy cái luôn. Ồ má thằng nhỏ xíu xíu chạy xe. Ồ má loại thiệt cái chứ. Xe kỹ cục của chạy đây nha, xe điện xăng VinFast nha, xe nếp em nha, tự vít ga tự đâm vào này nha. Xe về em xăng là tự vít ga đâm vào. Ý là không có cái xe này cả, nó phi thẳng vô trong nhà luôn. Cũng hên. Xe về đến sân, cậu vít ga đạp thắng không ăn luôn, phi thẳng luôn nha. Quá là nguy hiểm. Nhạc hay đấy. Kinh kịch kinh kịch kinh kịch. Hey. Kinh kịch kinh kịch. Hey. Kinh kịch kinh kịch. Hey. Đi vậy.
cái gì vậy bà nội? Sao đít em đấy, hai tháng trò cho nó lên trước nó đưa nhau đấy, bà nhau đấy, cách là cành thế hợp đồng đi chưa điền cho đi nó ghép nhau ghẻ nhau này xuống ghẻ nhau này đấy. Thành cấp quá.